Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Hello, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một buổi thứ hai đầu tuần. Và đây là một tập mới của podcast DeFi Discussion. Trong cái series podcast này thì bọn mình thường ngồi xuống nói chuyện với nhau về những cái vấn đề xoay quanh thị trường DeFi. Đó có thể là những cái mảng khá là hot gần đây như là NFT, gaming, hoặc thậm chí là những cái vấn đề liên quan đến ứng dụng thực tế trong tương lai dài hạn của toàn thị trường crypto. Thì cho những anh em nào chưa biết và mới lần đầu đến với podcast DeFi Discussion, thì podcast này hiện tại bọn mình đang phát ở trên ba nền tảng là YouTube, Spotify và Google Podcast. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với vị khách mời của tuần này. Đây là một người đã có kinh nghiệm cũng như là đối chú tiếng vang trong cái mảng startup truyền thống, và hiện là đang có một cái dự án cũng như là tham vọng đối với thị trường crypto. Thì chắc là mình sẽ để vị khách mời này nói đôi lời giới thiệu về mình ha. Xin mời anh Việt Anh. Xin chào mọi người, mình Việt Anh. Và mình thì ở Việt Nam thì chắc mọi người sẽ biết mình nhiều hơn với vai trò là CEO và founder của Spyroom. Thì là một mạng xã hội chia sẻ quan điểm kiến thức. Và mình cũng có làm YouTube, làm Facebook và làm sách nữa. Thì chắc mọi người cũng đã từng nhìn qua các sản phẩm của mình rồi. Ngoài ra thì hiện giờ thì mình cũng là CEO và founder của Islander, là một dự án thuộc mảng NFT, ứng dụng NFT trong lĩnh vực marketing và learn to earn. Thì có thể là cũng rất là hy vọng là trong ngày hôm nay thì có cơ hội và có cái thời gian để mình có thể chia sẻ thêm về cái concept và cái mô hình của bọn mình đang theo đuổi, và hy vọng là sẽ cung cấp được thêm nhiều thông tin cho tất cả mọi người. Ok, cũng chia sẻ với anh em luôn là mình là một thành viên theo dõi Spyroom cũng một khoảng thời gian cũng khá rồi, và rất là ấn tượng với những cái content cũng như là cái chia sẻ ở trên cái cộng đồng này. Thì chắc là cái phần mà giao lưu giữa idol với thần tượng thì mình sẽ dời lại khúc sau. Thì trước hết thì chúng ta sẽ dành cái thời lượng phần đầu để nói về một cái dự án mà anh Việt Anh đang phát triển. Thì em thấy ở trên cái bio của Islander á, thì mọi người gọi mình là một cái marketing affiliate. Thì không biết là cụ thể sản phẩm của mình sẽ định hướng giải quyết những cái vấn đề gì ha anh Việt Anh? Gọi là affiliate marketing rồi, bởi vì tức là nếu mọi người hiểu thì mọi người sẽ biết là affiliate marketing tức là tiếp thị liên kết ấy. Tức là về mặt cơ bản thì mình đã muốn giải quyết bài toán marketing dành cho các dự án crypto. Và cụ thể ở đây là ví dụ như với cái concept của Islander thì mỗi cái dự án crypto sẽ là một cái hòn đảo, và các cái chúa đảo tức là những người gọi là project owner đấy, những người mà team để tạo ra cái dự án đó, thì họ sẽ có khả năng tạo ra được, dùng các công cụ Islander nhé, họ sẽ tạo ra được các cái nhiệm vụ. Ví dụ như những nhiệm vụ liên quan đến marketing chẳng hạn như là retweet này, hoặc là like tweet, join Telegram này, hoặc là trả lời câu hỏi này, hoặc là share cho bạn bè vân vân. Thì khi mà họ làm các nhiệm vụ đó thì project sẽ tạo ra các nhiệm vụ như vậy, và họ sẽ có thể treo thưởng cho các nhiệm vụ như thế. Họ sẽ đưa ra ví dụ như là tôi sẽ tặng 10 token cho một lần hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Và người dùng ấy thì sẽ có khả năng là làm các nhiệm vụ như vậy và nhận phần thưởng. Đồng thời có một cái nữa, một cái tính năng mà liên quan đến chuyện affiliate marketing của Islander ấy, tức là mỗi cá nhân, có thể là influencer hoặc là một người bình thường luôn, thì có thể tạo ra các cái link để sau đó thì dẫn các cái link đó lên các cái profile của mình và kéo bạn bè hoặc là những người đang follow mình vào để làm các cái quest tương tự để học và hiểu hơn về dự án. Thì những người đó sẽ nhận được một phần thưởng đính kèm, là kiểu từ cái tổng phần thưởng mà project sẽ cho trao tất cả mọi người. Thì đấy là lý do tại sao mà cái khái niệm affiliate marketing mình đưa vào đây, bởi vì mình muốn là tạo ra một nền tảng để tất cả cái hoạt động như vậy nó sẽ diễn ra một cách phi tập trung, nó không cần phải thông qua một bên trung gian nào. Chẳng hạn như bây giờ nếu bạn làm affiliate marketing cho Shopee thì gần như là Shopee sẽ là người ở giữa và sẽ tính toán ok tháng này bạn tạo ra bao nhiêu doanh thu, bạn sẽ nhận về bao nhiêu thưởng tùy theo cái mức độ phân phối của từng sản phẩm. Nhưng mà ở trên một platform phi tập trung như kiểu Islander ấy, thì tất cả những cái hoạt động như vậy nó sẽ được thực hiện một cách tự động thông qua smart contract. Và mình nghĩ là như vậy thì nó sẽ minh bạch và nó sẽ có khả năng để mở rộng, và nó sẽ tạo ra được tức là cái động lực để cho rất nhiều người tham gia vào cái câu chuyện đóng góp cho các cái dự án
Ok, vậy thì em cũng phần nào hình dung ra được là cái learn to earn á, mà mọi người đề cập á, thì nó sẽ là cái hoạt động learn sẽ là người dùng họ tìm hiểu về bản thân cái dự án ở trên cái không gian của Islander. Thì không biết anh Việt anh thấy như thế nào, nhưng mà nghe em hình dung nó khá giống với một cái dự án khá gây tiếng vang thời gian gần đây là Rabbit Hole á. Không biết là Islander có cái định vị hoặc là có cái mình tạm gọi là một cái moat, một cái rào cản để phòng thủ như thế nào để có thể giúp dự án tự tin phát triển trong cái mạng này và đi đầu trong cái mạng này luôn. Ừ, ok, đây là một câu hỏi rất hay. Thực ra thì câu chuyện về Rabbit Hole thì đương nhiên đó cũng là một dự án khá là nổi bật. Thì thật ra với Islander ấy, thì anh nghĩ là cái quan trọng nhất là mình sẽ cái chiến lược để đi vào phát triển của mình như thế nào. Thì với Islander ấy thì bọn anh sẽ phát triển và nói chung là tập trung vào câu chuyện là có những cái mối quan hệ rất là tốt đối với các đối tác, đồng thời là tạo ra rất nhiều và onboard được rất nhiều influencer hoặc là những người kiểu các cái community và influencer ấy. Thì thời gian ban đầu ấy, bởi vì đây là bài toán con gà quả trứng ấy, cho nên khi mà mình giải được bài toán con gà quả trứng đấy thì về cơ bản là mình sẽ có một cái nền rất là vững để mình đi tiếp. Và một cái nữa rất quan trọng là sau này ấy, thì Islander cũng không chỉ dừng lại ở câu chuyện là sẽ tập trung vào câu chuyện marketing affiliate và learn to earn, mà một điều quan trọng nữa là bọn anh cũng muốn là tức là onboard cả content creators, những cái người mà làm nội dung nữa, bởi vì cái bản chất của Spy Room, anh vẫn là team Spy Room đúng không, thì là những người chính xác là community builder và content creator, những người tạo nội dung. Thì bọn anh hiểu rất rõ cái vấn đề mà các cái nền tảng nội dung đang gặp phải, và bọn anh muốn sử dụng Islander như một cái công cụ để mình có thể gọi là gì nhỉ, kinh tế hóa, tokenize những cái cộng đồng có sẵn như thế. Cho nên là chính vì thế nên là về lâu về dài thì chắc chắn là cái hướng đi và hướng phát triển của Islander nó sẽ hơi khác, và nó sẽ cover cả những cái câu chuyện rộng hơn so với cái câu chuyện riêng là chỉ có marketing cho các cái cộng đồng hay các dự án crypto. Nó có thể sẽ đi ra các cái thị trường khác, và nó có thể sẽ thậm chí là empower cả những cái cá nhân ấy, và những người mà làm sáng tạo. Thì với bọn anh thì anh nghĩ là một lợi thế khá lớn của Islander ấy, là bọn anh có một cái cộng đồng mà bọn anh có thể hoàn toàn có thể thử nghiệm ấy, và tìm ra được cái phương án tối ưu nhất trước khi mà mở rộng. Thì Spy Room nó chính, trong tương lai thì Spy Room nó sẽ là một trong những cái điểm nhấn nó tương đối khác biệt so với các cái dự án khác như kiểu Rabbit Hole. Hiện tại thì Islander đang build ở trên cái hệ sinh thái của Avax Avalanche. Thì anh hình dung cái hệ sinh thái này nó đang có những cái nền tảng gì để hỗ trợ xây dựng về mặt kỹ thuật, đặc biệt ở đây là cái đồng token NFT á, Avax thì đang có cái nền tảng hỗ trợ gì đặc biệt cho cái mạng này. Và một câu hỏi nhỏ nữa là tại sao Islander không chọn hệ sinh thái của Binance Smart Chain, vốn là một cái hệ sinh thái đang đẩy mạnh cái phát triển về NFT cũng như là blockchain gaming. Thì cái này chắc là để anh Việt anh giải thích thêm. Thật ra thì như mọi người biết thì thật ra là Islander là một dự án được đầu tư bởi chính cái eco fund của Avax ấy. Nên là có rất nhiều lý do tại sao mà team lựa chọn Avax ấy. Thứ nhất là đương nhiên là nó sẽ có một số lợi thế mà chúng ta đã biết về câu chuyện transaction và cái performance của cộng với UX của cái nền tảng của sinh thái Avax đúng không? Và cũng đấy là lý do tại sao mà Avax đang grow khá là nhanh. Thì anh có niềm tin vào hệ sinh thái Avax, đấy là điều thứ nhất. Về thứ hai ấy, là bởi vì Avax ecosystem ấy, thì nó không bị đông đúc quá như ở BSC. BSC bây giờ nó rất là nhiều đúng không? Rất là đông, thì nó sẽ có hai vấn đề. Một là nó vừa là có lợi vừa có hại. Cái lợi của nó là sẽ có rất nhiều những cái đối tác và rất nhiều cái ứng dụng mà mình có thể onboard ở trên những nền tảng như Islander. Nhưng mà cái vấn đề là nếu mà ví dụ đi vào một hệ lựa chọn mà phát triển trong một hệ sinh thái thì anh vẫn muốn là sẽ phát triển ở một hệ sinh thái mà nó còn chưa quá đông đúc, thì cái khả năng để mình có thể trở nên nổi bật này và khả năng mình có thể hợp tác với những cái dự án nổi bật ở trong hệ sinh thái đấy sẽ cao hơn. Giống như ví dụ như bây giờ bọn anh làm trên Avalanche, làm trên Avax, cho nên bọn anh cũng có thể partner được với những dự án nói chung là với chất lượng nó khá là tốt ở trong hệ, ví dụ như là Avalanche này, hoặc là Kalao này, Kalao này, hoặc là Colony này, hay là Yay Games này, và còn thêm nữa, sẽ có trong lai sẽ có thêm rất nhiều. Thì có thể là ví dụ như nếu mình vào một hệ sinh thái nó quá là đông đúc và chật chội như BSC, khi mà mọi người có quá nhiều cái option để hợp tác với nhau ấy,
thì chưa chắc là mình đã xây dựng được những cái kết nối mà nó mạnh và có thể hướng đến câu chuyện đi lâu dài như vậy. Thì với bọn anh thì đấy là một quyết định anh nghĩ là nó mang tính chiến lược, theo kiểu là thứ nhất là đặt niềm tin vào hệ sinh thái AVAX, nó sẽ tiếp tục phát triển. Và khi mà AVAX tiếp tục phát triển ấy, thì có một việc là những cái sản phẩm như Islander ấy, thì về bản chất là nó sẽ tạo ra rất, nó sẽ hỗ trợ cho các sản phẩm khác, các cái dự án khác phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực phần gọi là marketing và xây dựng cộng đồng. Thế thì vì AVAX nó đang phát triển rất nhanh, cho nên anh, dự đoán của anh là trong tương lai các cái dự án trong AVAX nó cũng sẽ phát triển rất nhanh. Và nếu bọn anh có một cái vị thế ở trong hệ sinh thái này thì nó sẽ tương đối vững chắc và sẽ có rất nhiều đất để bọn anh có thể hợp tác và phát triển cho cả hệ sinh thái nói chung. Thì cái thứ nhất là niềm tin vào AVAX này. Và cái thứ hai, ok, là câu chuyện khi mà mình làm ở AVAX ấy thì mình sẽ có những cái network và những cái kết nối tương đối tốt để tạo ra cái tiền đề để mình phát triển sau này. Bởi vì thực ra xét đến cuối cùng thì bọn anh vẫn làm multi-chain, tức là sau khi AVAX thì bọn anh cũng sẽ deploy ở trên, ví dụ như là sau khoảng tầm trong tháng 12 có lẽ bọn anh sẽ làm trên BSC, và sau đó là các hệ sinh thái khác như là Phantom hay là Tron vân vân. Thì mình anh nghĩ là mình cần phải có một cái nền vững trước, và để mà xây dựng cái nền vững, xây dựng những cái network tốt, thì anh nghĩ là với một hệ sinh thái đang phát triển và đang tương đối là gọi là gì nhỉ, tức là chưa quá đông ấy, như kiểu AVAX, nó là một lựa chọn tốt. Ok, hồi nãy trong cái câu trả lời thì anh Việt có đề cập đến một cái từ khóa đó là xây dựng cộng đồng. Thì được biết anh Việt Anh có khoảng 5 năm xây dựng cái cộng đồng Spider Room. Thì có một cái câu hỏi cho anh Việt Anh, đó là Spider Room á, thì bản chất nó là một cái cộng đồng thuần về VietLat, nó không có cái yếu tố kinh tế hóa nặng như cái một dự án blockchain. Thì có cái sự khác biệt nào trong việc xây dựng một cái cộng đồng mà nó có yếu tố money game, một cái cộng đồng mà nó có cái token để vận hành, thì không biết là nó có cái sự khác biệt nào hay không, và đội ngũ Islander từ những ngày đầu á, thì có những cái khó khăn nào trong việc xây dựng cái cộng đồng này không? Thật ra thì quan điểm cá nhân của anh về chuyện xây dựng cộng đồng nhé, thì tức là để một cộng đồng nó phát triển bền vững thì tốt nhất là nó nên có một hệ sinh thái, một hệ kinh tế hay là một cái gì đấy để cho mọi người thu được những giá trị, gọi là giá trị nó rõ ràng hơn ấy, từ cái câu chuyện là tham gia cộng đồng này. Ví dụ như mọi người có thể thấy là ban đầu Spider Room nó chỉ là một nền tảng viết lách nói chung, một nền tảng tức là viết for free và mọi người cũng đóng góp quan điểm kiến thức để chia sẻ với cộng đồng. Nhưng mà sau này thì trong quá trình phát triển của anh sẽ, bọn anh sẽ giới thiệu thêm những cái thứ mà có thể giúp cho mọi người có những cái giá trị nó cụ thể hơn. Ví dụ như bọn anh làm sách này thì bọn anh sẽ có mua lại một số bài nữa, hoặc là bọn anh làm YouTube bọn anh cũng có một phần budget này, hoặc là ví dụ bọn anh làm những cái, hoặc là bản chất là bọn anh có thể giới thiệu công việc cho các bạn này bạn kia. Tức là quan điểm xây dựng cộng đồng của anh thì anh luôn nghĩ là cái việc mà có một cái gì đấy gọi là quyền lợi nó rõ ràng hơn là câu chuyện kiểu cái lợi ích đóng góp xã hội cái thứ, cái đấy thì vẫn dẫn tốt đúng không, nhưng mà vấn đề là nếu mà nó có một cái gì rõ ràng hơn thì mọi người sẽ có cái độ cam kết, cái commitment nó cao hơn ấy. Thì đấy, thực ra đấy cũng là lý do tại sao mà anh muốn làm Islander, để nó có cái yếu tố money game một tí, nó có token hóa một tí, và sau đó anh sẽ bằng cách là anh sẽ plug vào Spider Room để anh gần như là khiến cho cái hệ sinh thái, cái sản phẩm đấy nó sẽ có một cái, tức là có cái mức độ tương tác và mức độ kết nối giữa người dùng với nhau nó sẽ lớn hơn. Bởi vì thực ra trong quá trình làm ấy thì từ xưa và anh nhận thấy là mình cũng gặp rất nhiều trường hợp, trong đó là ví dụ mình đã làm và mọi người đã phát triển các thứ xong rồi, nhưng mà sau một thời gian thì vì nó không có cái tương tác đủ mạnh ấy, nên là mọi người lại rời đi kiểu như vậy. Thì anh nghĩ là nếu mà với mình mà vận hành được một cái hệ sinh thái gọi là tạm thời có cái yếu tố money game ở đấy đi, thì nó sẽ giải quyết được cái bài toán như vậy, và nó sẽ giúp được cho rất nhiều cho những người mà đang xây dựng cộng đồng và đang loay hoay trong câu chuyện là làm thế nào để kiếm tiền, hoặc làm thế nào để cho cộng đồng của mình có thể kiếm được tiền kiểu vậy. Còn khó khăn từ những ngày đầu xây dựng dự án thì anh nghĩ là đương nhiên là cái khó khăn lớn nhất là câu chuyện là mặc dù mình có kinh nghiệm xây dựng cộng đồng cũng lâu, nhưng mà xây dựng cộng đồng trong thế giới crypto nó khác. Vì trong thế giới crypto đó, nó còn câu chuyện bài toán về mặt tài chính này, về những cái yếu tố ngoài cái yếu tố của thị trường truyền thống, thì bọn anh phải học rất là nhiều và phải cố gắng để thích nghi nhanh. Vì sẽ có những cái giá trị hay những thứ mà có thể là ở trong thị trường truyền thống mình sẽ coi cái đấy là không phù hợp,
nhưng mà trong thị trường này thì nó lại là thứ mà mình bắt buộc phải gọi là phải theo để mà mình có thể đạt cái hiệu quả cao nhất. Thế thì đôi khi là những cái việc học hỏi như thế thì nó cũng tốn khá thời gian và cũng phải make mistake, tức là cũng có mắc sai lầm, cũng có, nhưng mà điều tốt, cái quan trọng nhất là cái gốc của mình có thì mình học cũng tương đối là nhanh, nên là anh nghĩ là cũng không phải là, tức là không có cái khó khăn gì theo dạng gần như là không thể giải quyết được. Ok, không biết vì sao nhưng mà trong đầu em tự nhiên nó pop up ra một cái từ khóa, đó là optimistic in long term và pessimistic in short term. Thì với cái tầm nhìn và cái định hướng của Islander á, thì có thể thấy là mọi người đang rất là optimist về cái dài hạn cũng như là cái nền kinh tế marketing affiliate. Nhưng mà về cái khía cạnh là pessimistic in short term á, thì không biết là đội ngũ có những cái giải pháp nào ở trong ngắn hạn không? Tại vì thường thì cái thị trường crypto này nó biến động rất là kinh khủng, có thể là vài tiếng thôi thì có những cái tin tức gì đó hoặc là có những cái động thái gì đó thì token thì hoàn toàn có thể bị đâm bất cứ lúc nào. Thì có những cái giải pháp nào trong ngắn hạn như thế cho Islander hay không? Và làm sao để trước khi mà mình đi tới được cái tương lai là mọi người sẽ đến và share kiến thức cũng như là hưởng lợi từ cái cộng đồng này, thì mọi người vẫn có thể bước qua được một cái giai đoạn là cái giai đoạn sinh tồn ở thời gian đầu. Thì cái này cũng chắc để anh Việt Anh giải thích thêm ha. Tức là khi mà mình, anh không biết anh có hiểu đúng câu hỏi không nhé, nhưng mà anh sẽ cố gắng trả lời. Anh thấy nghĩ là cái câu chuyện ở thị trường crypto ấy, chúng ta luôn luôn phải nhận thức và ý thức được rằng là có cái gọi là market cycle, đúng không? Tức là vòng quay của thị trường ấy, thì không phải thị trường lúc nào nó sẽ bull run mãi được, mà nó sẽ rơi xuống, nó rơi. Và đấy là trong trường hợp mà thị trường nói chung nhá, chưa kể trong trường hợp ví dụ như với từng cái dự án nói riêng thì nó còn đặc thù nữa. Nhưng mà quan điểm của anh thì anh vẫn thấy là thật ra những cái dự án mà thực sự tạo ra giá trị, thực sự mà có nhu cầu thị trường thật, thì nó vẫn cứ đi lên thôi, kể cả thị trường có như thế nào cho nữa. Thì ok, thị trường đi lên thì nó sẽ lên nhiều, thị trường đi xuống thì họ cũng xuống, nhưng mà về lâu về dài thì nếu mà mình xét tổng thể từ cái chuỗi, từ những ngày bắt đầu cho đến bây giờ thì họ vẫn đang đi lên. Thì anh sẽ nhìn vào cái hướng như vậy, và lúc đấy thì nó chỉ quay lại bài toán duy nhất của mình là liệu sản phẩm của mình có giải quyết được một vấn đề thật hay không. Anh tin là đấy là một vấn đề thật, và anh đã nói chuyện với rất nhiều dự án, anh đã nói chuyện với rất nhiều incubators và rất nhiều advisor, rồi kiểu các cái quỹ. Và anh nhận thấy là cái vấn đề về marketing này, bởi vì thị trường crypto nó là một thị trường tương đối là đặc thù ấy, nên nó không dễ để mình có thể ngay lập tức mình làm quen được. Thì cái việc mà có cái nhu cầu về marketing, về kết nối cộng đồng, xây dựng cộng đồng, đấy là nhu cầu luôn luôn có, luôn luôn thật. Và rõ ràng tất cả các bên đang rất muốn là ví dụ làm thế nào để cho tất cả các cái những người ủng hộ của mình có thể bằng một cách nào đấy người ta đóng góp cho cái sự phát triển hoặc sự gọi là mở rộng của cái sản phẩm của họ. Thế thì nếu mà miễn là sản phẩm của anh nó giải quyết được đúng vấn đề, đúng không? Nếu miễn là nó giải quyết được đúng vấn đề, và vấn đề này nó sẽ luôn tồn tại, miễn là chỉ trừ khi mà trường hợp xấu nhất là cả thị trường nó chết, nó sập, thì nó không còn cái nhu cầu về marketing như thế. Mà thực ra kể cả trong trường hợp nó không còn nhu cầu về marketing như thế, anh tin là kể cả trong cái thị trường truyền thống nói chung nhá, người ta vẫn sẽ có nhu cầu của cái câu chuyện gọi là affiliate marketing này, rồi xây dựng cộng đồng. Bởi vì bây giờ cái xu hướng của marketing theo anh nhìn nhận được ấy, thì cái việc xây dựng cộng đồng càng ngày nó càng quan trọng, và influencer marketing ấy, càng ngày nó càng quan trọng. Nên là nếu mà bọn anh thực sự có thể xây dựng một sản phẩm mà nó có tính ứng dụng tốt, thì anh nghĩ là về mặt dài hạn thì nó sẽ không có vấn đề gì. Và thực ra để nói cách chính xác hơn thì anh tin vào câu chuyện là cái giá trị của token ấy, nó thể hiện cái sức mạnh nội tại của sản phẩm và sức mạnh nội tại của cái giải pháp mà đội ngũ của sản phẩm đấy đưa ra cho thị trường. Và bọn anh chỉ muốn tập trung hết sức vào câu chuyện là làm sao cho phát triển một cái giải pháp tốt nhất, phát triển được một cộng đồng lớn và tạo ra nhiều giá trị nhất cho tất cả những người tham gia và cho các dự án nữa. Thì anh tin là về dài hạn bọn anh sẽ không phải quá lo lắng. À thì ý là ok, em hình dung được là trong dài hạn đó thì mọi người đã có một cái định hướng về sản phẩm nó rất là clear rồi. Ý em thắc mắc là ví dụ như trong short term á, thì giả dụ ngày mai mà thị trường nó có đơm đi chăng nữa, thì có cái giải pháp nào đó để bản thân dự án có thể qua được cái giai đoạn short term này không?
À hiểu hiểu. Thế thì thật ra thì đấy, thì bởi vì Islander thì cũng bọn anh cũng có gọi vốn private mà. Cho nên là thực ra thì dự vốn private đấy thì đã dự tính là nếu trong trường hợp giả sử như thị trường trong short term nó sẽ xấu thì mình vẫn có đủ capital để mình run trong một khoảng thời gian để mình tiếp tục phát triển, để mình tiếp tục đẩy mạnh sản phẩm. Và anh nghĩ là cái đấy là cái thứ mà một trong những thứ quan trọng nhất ấy, tức là đôi khi mình cần phải tức là gọi là để ý và tập trung vào những cái trường hợp xấu nhất xảy ra. Thì anh nghĩ là trong trường hợp hiện tại thì bọn anh cũng sẽ đủ capital để run trong một khoảng thời gian, nói chung là đủ để cover được trong một gọi là cycle thị trường. Ok, hồi nãy trong cái phần nói về sản phẩm á, thì cái format là đạo và chúa đạo mà anh Việt Anh nói á, thì hình như cái đó là ứng dụng công nghệ NFT cho mỗi một cái đạo đúng không anh? Thật ra là cái NFT của bọn anh nó sẽ hơi khác một cái là bọn anh sử dụng NFT ở câu chuyện là affiliate, cái link ấy. À. Cái link affiliate đấy nó sẽ là duy nhất thôi. Thì thật ra cái đấy là một này. Và thứ hai, sau này các cái ticket ấy, tức là khi mà với content creator nhá, bọn anh ví dụ như bây giờ tôi viết một bài viết chuyên sâu về vấn đề này và vấn đề gì đấy mà tôi chỉ muốn bán cho 500 người, tôi sẽ in ra 500 cái ticket duy nhất và 500 ticket tôi sẽ bán cho mọi người. Thì đấy là cái ứng dụng NFT của bọn anh. Hoặc là một cái ứng dụng NFT nữa là câu chuyện ví dụ sau này bọn anh sẽ bán những cái thuyền đấy, tức có thể bọn anh sẽ bán những cái thuyền bằng NFT. Thuyền đấy là gì? Tức là mỗi cái thuyền đấy thì nó sẽ tương ứng với cái mức độ kiểu nó vừa là art nhá, bản chất nó là art. Và thứ hai, nó lại giải quyết được bài toán là nó là một loại cash flow NFT ấy. Tức là giả sử như bây giờ một cái thuyền này là thuyền legendary đi, thuyền huyền thoại đi, thì có thể là khi bạn sở hữu cái thuyền huyền thoại đấy, bạn làm các cái bạn giới thiệu được mọi người vào thì auto là bạn sẽ được nhận một cái phần affiliate nó cao hơn, ví dụ 30% hay là bao nhiêu phần trăm đấy. Còn ví dụ cái thuyền thông thường nó chỉ 10%, 5% thôi, kiểu đấy. Thì rõ ràng là khi đấy ấy, một cái cash flow NFT kiểu như vậy nó sẽ có giá trị nhiều hơn đối với những người mà giả sử như có nhiều follow này, có mức độ ảnh hưởng nhất định này, bởi vì người ta sẽ kiếm ra rất nhiều tiền từ đấy đúng không? Nhưng mà ví dụ đối với những người như không có nhiều follow lắm thì có thể là họ sẽ ok, tôi cũng có cái thuyền này trông cũng đẹp đấy nhưng mà nó không kiếm được quá nhiều tiền, kiểu vậy. Thì lúc đấy thì nó sẽ có cái sự cái định giá khác nhau ở thị trường ấy. Và anh nghĩ là khi vì cái sự định giá khác nhau như vậy thì nó sẽ có cái trade, có cái sự trao đổi. Và NFT ở trong trường hợp đấy thì đối với anh add thêm một cái value từ câu chuyện ngoài, nó là art, là những thứ gọi là để cho đẹp ra thì nó sẽ có cái mục tiêu để kiếm tiền nữa. Không biết là anh nghĩ như thế nào về tương lai của cái mảng NFT này, liệu 3 đến 5 năm nữa thì NFT nó cái mức độ ứng dụng của nó sẽ như thế nào, nó có những cái mục đích thực tế ra sao, bên cạnh là cái hiện tại chúng ta thấy là NFT nó đang là nó chỉ đơn giản là một cái đại diện thực thể duy nhất ở trên một cái hệ sinh thái game hay là một cái dự án crypto nào đó thôi. Thì không biết là cái góc nhìn của anh về NFT trong tương lai thì cái công nghệ này nó sẽ được ứng dụng vào những thứ gì trong cuộc sống anh? Anh nghĩ là NFT thì anh nghĩ là nó sẽ có nhiều ứng dụng ấy. Tức là về bản chất là cái, bởi vì nếu xét về bài toán quan trọng nhất mà NFT nó chứng minh là tức là tính độc nhất đúng không? Tức là tính độc nhất là gần như là không thể làm giả hay gì đấy. Thì với cá nhân anh nghĩ là trong xã hội, trong cuộc sống thì tất cả mọi thứ, tức là mình luôn luôn có cái nhu cầu để tìm ví dụ phân biệt hàng giả, hàng fake đúng không? Hay phân biệt ví dụ người đi mua tác phẩm nghệ thuật thì phân biệt tranh giả, tranh fake. Hay là mua quần áo đi thì quần áo giả, quần áo fake. Thì anh nghĩ là nếu trong tương lai ấy, bằng một cách nào đấy mà NFT nó sẽ được tích hợp vào những cái sản phẩm vật lý thì nó sẽ giải quyết được những bài toán khá là lớn về câu chuyện kiểu định danh, định giá và nhận diện ấy. Thì bởi vì anh nghĩ là từ xưa đến nay thì cái đấy luôn luôn là một cái vấn đề mà tất cả rất nhiều người muốn giải quyết nhưng mà không có công cụ để giải quyết. Thì với anh nghĩ là NFT nếu có thể ứng dụng trong đời sống kiểu như vậy để nhằm cái mục đích như thế thì nó sẽ có cái ứng dụng rất lớn. Hoặc là kể cả những câu chuyện chẳng hạn như ở bây giờ chúng ta nói rất nhiều về chuyện đạo văn này hay gì đúng không, hoặc là ví dụ lấy tranh ảnh các thứ không với credit các thứ, rồi đi cướp bài của nhau hay cướp ảnh các thứ của nhau rồi post lên rồi kiếm tiền từ những cái đấy. Thế thì bây giờ nếu mà với NFT nó sẽ chứng minh được quyền sở hữu của cái tài sản số như vậy thì nó sẽ giúp giảm đi rất nhiều câu chuyện kiểu tranh chấp, bởi vì lúc đấy tranh chấp là rõ ràng biết thằng nào đúng thằng nào sai rồi. Kiểu trong trường hợp đấy thì anh tin là
cái đấy là một cái nhu cầu có thật đối với những người creator nói chung luôn, những người mà có thể tạo ra và sản xuất ra những thứ kiểu đặc thù ấy. Thì nếu NFT có thể giải được bài toán đấy thì anh nghĩ là nó sẽ có ứng dụng rất lớn. Ok, sẵn nói về cái vấn đề là góc nhìn về thị trường trong tương lai á, thì cũng theo dõi anh Việt Anh một khoảng thời gian thì thấy anh Việt Anh có chia sẻ trên Spider Room đó là từng tham gia đầu tư crypto từ giai đoạn 2017-2018. Thì cái câu hỏi này em hay hỏi các vị khách mời ở trong cái podcast đó là với vai trò là một nhà đầu tư cá nhân á, thì nếu chỉ được chọn một mảng thị trường duy nhất để tập trung đầu tư trong thời gian tới thì không biết anh Việt Anh sẽ chọn đầu tư mảng nào. Thì chắc là em sẽ liệt kê ra trước những cái từ khóa, nếu như mà có cái lựa chọn nào khác bên ngoài thì anh Việt Anh có thể giải thích thêm. Thì ok, những cái mảng thị trường khá là hot thời gian gần đây đó là đầu tiên là cross-chain, thứ hai là các cái layer 2 ở trên hệ sinh thái Ethereum, thứ ba là các cái token DAO, tức là các cái tổ chức tự trị. Và thứ tư thì một cái mạng nó cũng giao thoa với DAO một xíu, đó là cái social tokens, tức là các cái đồng token của các cái mạng xã hội phi tập trung ấy. Thì chắc là để anh Việt Anh đưa ra cái nhận định cá nhân của mình. Ok, với anh thì anh nghĩ là mỗi mảng thị trường nó có điểm đặc thù và thú vị thôi, nhưng mà với anh thì chẳng hạn như anh sẽ chia budget ra chẳng hạn thế. Ví dụ social tokens, anh nghĩ là cái đấy sẽ là cái mà rất khó làm. Social token với cá nhân anh vẫn nghĩ là nó là một thứ rất khó. Mặc dù là nhưng mà nếu mà nó win ấy, thì nó win rất rất lớn luôn. Tại vì nó gần như là thay đổi hoàn toàn một cái mình đủ biết là ví dụ như Facebook các thứ bây giờ nó mạnh như thế nào đúng không? Thì nhưng mà thực ra kiểu anh thấy gần đây ở Reddit cũng có làm á, cũng có tuyển developer để chuẩn bị làm một cái gì đấy ở trên dùng NFT ở trên Reddit. Thì đấy cũng là dạng, anh nghĩ là nó cũng là dạng social token. Thì anh sẽ có một phần để đầu tư vào đó, nhưng mà anh cũng không kỳ vọng quá nhiều. Tại vì thật sự để mà nói là social token có thể phát triển được thì cũng sẽ làm cái hơi anh nghĩ là nó hơi rủi ro. Nhưng mà đương nhiên cái rủi ro cao thì lợi nhuận nó lớn, nên mình có thể cắt một phần nhỏ để mình đầu tư vào đó. Còn cái thứ hai anh nghĩ là với anh thì anh nghĩ là cross chain sẽ là một cái điểm mà anh khá là thích. Bởi vì nói sao nhỉ, tức là nếu mà mình nhìn thấy cái sự phát triển của tất cả hệ sinh thái, tức là tất cả hệ sinh thái lớn bây giờ họ vẫn đang phát triển và có một cái mức độ phủ càng ngày nó càng tăng lên ấy, thì câu chuyện mà có cái sự giao thoa hay là làm thế nào để kết nối được thì anh nghĩ càng ngày nó sẽ càng quan trọng, chứ nó sẽ không giống như bởi vì bản chất của crypto thì anh nghĩ là nó cũng sẽ hướng đến mục tiêu là nó sẽ phi tập trung ấy. Chứ nó không thể 100% quá tập trung vào một số cái tay chơi lớn đi kiểu vậy, một số cái chain lớn thì có thể nó sẽ có nhiều, nó sẽ có nhiều chain cùng phát triển ngon cùng tốt, giống như kiểu nhiều internet kiểu vậy. Thì cái việc mà làm thế nào để có sự có cầu nối kết nối giữa các cái bên này thì anh nghĩ là nó sẽ là một trong những thứ mà rất là quan trọng và nó sẽ song hành cùng với sự phát triển của cả cái thị trường crypto. Thì với anh đấy là cá nhân thôi, còn thực ra thì nhưng mọi không phải fan số ba chỉ là mang tính chất thông tin thôi. Rồi ok, vậy thì cũng cảm ơn anh Việt Anh rất nhiều đã dành thời gian đến với podcast DeFi Discussion tuần này. Thì rất là trân trọng những cái chia sẻ của anh Việt Anh và nó mang lại rất là nhiều insight từ góc nhìn của một người trực tiếp build dự án cho các bạn nghe podcast. Thì cái podcast tuần này nó cũng đã thời lượng nó cũng đã dài rồi, thì chắc là để anh Việt Anh gửi lời chào đến các bạn nghe podcast ha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của mình, bởi vì thực ra thì mình cũng chia sẻ những gì mình biết thôi. Thực ra thì cũng còn rất là nhiều điều mà chắc là cũng chưa còn phải học hỏi thêm. Thì nếu mà có vấn đề gì thì hy vọng là các bạn bỏ qua, và nếu mà có cái gì có thể góp ý được hoặc là muốn trao đổi thêm thì rất là hy vọng các bạn sẽ bình luận, bởi vì mình cũng sẽ theo dõi để xem là có cái gì thú vị và hấp dẫn mà mình sẽ học hỏi được thêm không. Thì thực ra đấy là một trong những cái quan trọng của việc tức là làm startup mà, tức là mình phải luôn luôn học hỏi và thay đổi để có thể, mình phải lắng nghe thị trường, học hỏi và thay đổi để phát triển liên tục. Thì cũng hy vọng là mình cũng đã tạo tức là
có một cái cuộc thảo luận và đưa ra những thông tin mà nó hữu ích. Nhưng mà ngược lại mình cũng hy vọng là mọi người sẽ đóng góp và bổ sung thêm cho những gì mà mình còn thiếu. Cảm ơn tất cả mọi người. Ok, cảm ơn Việt Anh rất nhiều.